Kính chào chào, trong chương trình chứng khoán Hợi Phạm Stock, thị trường tiếp tục có một phiên giảm điểm và tiếp tục là kịch bản quen thuộc khi thị trường kéo xanh trong phiên. Nhưng chỉ cần 10 phút cuối phiên cộng với thời điểm ATC để lôi những cái mã cổ phiếu ra đạp, gây ra trạng thái hoảng loạn cũng như hoang mang cho anh chị em chúng ta đang cầm những cái mã cổ phiếu trong mục. Với kiểu thị trường bò tùng xẻo như tại thì chắc chắn sẽ làm cho anh chị em chúng ta có những sự khó chịu và có cả những sự ức chế. Thà thị trường bây giờ nó cứ giảm luôn một cái phiên 50-60 điểm còn hơn mỗi ngày nó mang tài khoản của anh chị em chúng ta ra, nó cắt từng ít máu một, đúng không anh chị? Thậm chí anh chị thấy được cái mặt điểm số thị trường của chúng ta nó không giảm quá là nhiều khi ngày hôm nay chỉ giảm 4,76 điểm thôi. Nhưng chúng ta lại chứng kiến được rất là nhiều những cái mã cổ phiếu giảm sâu, thậm chí là nằm sàn. Như dòng cổ phiếu của chứng khoán anh chị thấy được con cổ phiếu của BRI ngày hôm nay nó còn giảm 5,29%, hay những cái mã cổ phiếu nằm sàn như con cổ phiếu Gil trong nhóm ngành cổ phiếu của dệt may khi nó nằm sàn, hay con cổ phiếu VTB trong nhóm ngành cổ phiếu vận tải nó có một trạng thái nằm sàn ở đây. Với những cái dạng cổ phiếu giảm mạnh như ngày hôm nay như con cổ phiếu VTB, GIL hay là con cổ phiếu BNI thì anh chị em chúng ta chú cho em không được bắt vội những cái mã cổ phiếu này để cho nó có một trạng thái cân bằng thì chúng ta mới quay trở lại. Thậm chí những cái mã cổ phiếu như con VTB hay những cái mã cổ phiếu như con VGI thì trong video ngày hôm qua đã chia sẻ với anh chị em cho rất kỹ, đây là những cái mã cổ phiếu đã chạy hết cái chu kỳ của nó rồi, động lực tăng giá sẽ còn nhiều thì anh chị em chúng ta sẽ ưu tiên là bán ra hơn là việc chúng ta sẽ mua vào những cái mã cổ phiếu này. Nên đối với anh chị em chúng ta có lỡ mua những cái mã cổ phiếu này thì anh chị em chúng ta sẽ ưu tiên cho em trong những phiên tới nó có trạng thái hồi phục thì anh chị em chúng ta sẽ bán ra, tránh cái việc chúng ta nhảy vào chúng ta bắt đáy, chúng ta mua trung bình giá với những cái mã cổ phiếu này thì cái rủi ro của anh chị em chúng ta sẽ rất là cao anh chị nhá. Mà trong cái bối cảnh này thì cái ưu tiên hàng đầu mà em vẫn muốn nhắn nhủ với anh chị em chúng ta là anh chị em chúng ta chưa cần mua vội những cái mã cổ phiếu đâu. Vì anh chị em chúng ta mua này thì đa phần anh chị thấy được mua xong cái là chúng ta gặp ngay những cái khoản lỗ trong tài khoản của mình rồi. Có thể cái khoản lỗ hiện tại anh chị em chúng ta gặp nó chưa quá là nhiều nhưng nó sẽ dai dẳng và mỗi ngày anh chị em chúng ta mở tài khoản ra anh chị thấy được những cái khoản lỗ đó thì anh chị em chúng ta sẽ cảm thấy cực kỳ là mệt mỏi anh chị ạ. Và còn với một cái phiên giảm điểm như ngày hôm nay thì có thể anh chị em chúng ta đang nhìn dưới góc độ là có rất là nhiều những cái trạng thái rủi ro hay chúng ta có những sự sợ hãi nhất định. Nhưng với bản thân em thì em thấy được là ngày hôm nay thị trường chúng ta nó giảm điểm như vậy nó đang phát ra một số tín hiệu tốt mà anh chị em chúng ta có thể là chú ý trong những cái phiên giao dịch tới được. Vậy tín hiệu tốt đó là gì và trong những phiên tới nếu như thị trường chúng ta thực sự là cân bằng, thực sự tạo đáy thì nhóm ngành cổ phiếu nào sẽ bước vào cái nhịp chạy nước rút, thì bây giờ em sẽ phân tích chi tiết cùng anh chị em chúng ta trên góc nhìn đầu tư kỹ thuật cũng như là chia sẻ với anh chị em chúng ta những cái nhóm ngành cổ phiếu đó để anh chị em chúng ta có thể là quan tâm, có thể là quan sát trước cho em anh chị nhé. Thì trước cái điều phân tích những cái nội dung đó thì rất mong anh chị em chúng ta đã xem video của em thì anh chị hãy hỗ trợ em bằng việc anh chị hãy like video của em anh chị nhé. Cái nút like nó hoàn toàn là miễn phí thôi nhưng nó là cái động lực để em có thể làm ra video tốt hơn để gửi tới anh chị em chúng ta, cũng như anh chị mới biết đến kênh của em đầu tiên thì anh chị có thể là ấn vào phần đăng ký kênh và phần đăng ký vào phần chuông báo để những video tiếp theo anh chị em chúng ta sẽ là người cập nhật đầu tiên. Và anh chị có thể tham gia ngay vào cái Zoom cộng đồng của em, thì em có đặt hai đường link, một em để bên dưới phần bình luận video ở đây, hoặc anh chị có thể mở phần mô tả video ra thì em cũng có để hai đường link đây, anh chị em cho hãy tham gia giúp em một trong hai đường link đây và anh chị trả lời câu hỏi hoặc anh chị nhập mật khẩu là 123456 giúp em thì em sẽ duyệt anh chị em tham gia Zoom, thì trong đó em sẽ hỗ trợ anh chị em chúng ta là chia sẻ quan điểm thị trường, chia sẻ về các cái mã cổ phiếu tốt hoặc là hỗ trợ anh chị em chúng ta để giải đáp những cái mã cổ phiếu trong phiên trong danh mục của anh chị em chúng ta. Có anh chị em chúng ta mà cảm thấy cái phương pháp đầu tư của anh chị em ta và em phù hợp với nhau, anh chị em chúng ta hiện tại chưa biết nên xử lý tài khoản ra sao, anh chị chưa biết nên mua những cái mã cổ phiếu gì trong những phiên tới khi thị trường thực sự đặt một trạng thái cân bằng thì chị có thể tham gia vào hệ thống khách hàng của em. Nếu như chị đã có tài khoản tại công ty chứng khoán VPS hoặc là công ty chứng khoán TCS thì chị có thể là cái này đi của em và chị có thể tham gia thành thức là hội viên thu phí anh chị nhé. Và chị em chúng ta có nhu cầu ứng tuyển nhân sự tại công ty chứng khoán VPS thì chị có thể là xem video chi tiết trên cái kênh của em ở cái phần đầu tiên em có ghi ở trên trang chủ đấy, thì chị hãy xem chi tiết video đó và chị cảm thấy phù hợp thì chị có thể là liên hệ với em để tham gia đồng hành team của em, thì em sẽ hỗ trợ đào tạo trực tiếp anh chị em chúng ta cả về phân tích kỹ thuật cũng như là về phương pháp sale ra sao anh chị nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để phân tích chi tiết trên cái góc nhìn đầu tư kỹ thuật của chỉ số VN-Index ở đây. Thì chị có thể nhìn thấy được là trong cái phiên giao dịch của ngày hôm nay, thị trường của chúng ta nó giảm 4,76 điểm, tương giảm 0,38% và thị trường đóng cái mốc 1250.35 điểm ở đây. Và cái điểm tốt của thanh ba ngày hôm nay chị có thể nhìn thấy được là thị trường đã có gì? Đã có một trạng thái là rút chân. Đấy chị đó, đã bắt đầu có những trạng thái là rút chân trở lại, tức là cái lực cầu đã bắt đầu tham gia nhiều hơn ở cái vùng giá bên dưới thấp nhất ngày hôm nay là đâu đó khoảng giá 1246 điểm ở đây rồi, cộng với một cái tín hiệu nữa là tín hiệu tốt đấy chị ạ. Đấy, những tín hiệu tốt mà ngày hôm nay em nhìn thấy đó chính là cái khối lượng giao dịch thị trường đã có những cái dấu hiệu là giảm trở lại đây rồi. Và như chúng ta đã trao đổi trong những cái video trước, khi những cái thị trường cho cần quá trình cân bằng ấy thì cái điều cần chúng ta cần nhìn thấy đó chính là khối lượng giao dịch trên thị trường nó phải có một trạng thái là giảm đi, có một trạng thái là kiệt đi đấy chị nhá. Đấy, và tiếp theo là thị trường của chúng ta đã có 4 phiên giảm điểm liên tiếp rồi và thông thường khi thị trường giảm từ 3 đến 4 phiên giảm điểm thì sau đó sẽ có những trạng thái là phục hồi, cộng thêm cái điểm nữa cũng là một điểm em nhìn thấy khá là ổn đó chính là thị trường của chúng ta đang thu hẹp dần cái biên giảm điểm vào rồi chị ạ, đang thu hẹp dần cái biên giảm điểm vào rồi,
tức là cái lực bán đang có những cái dấu hiệu là suy yếu dần đi. Bởi vì anh chị em đã có thể nhìn thấy được là trong cái phiên giảm điểm đầu tiên thị trường chúng ta nó sẽ có một phiên giảm đâu đó khoảng 15.57 điểm đây chị nhá. Đấy 15.57 điểm. Sau đó những cái phiên sau đó thị trường giảm là 13 điểm và đến phiên giao dịch ngày hôm nay thị trường giảm 4 điểm. Tức là cái biến động của thị trường đang có những dấu hiệu là giảm trở lại với khối lượng cũng bắt đầu thấp đi, chứng tỏ là cái lực bán ra đang có những cái dấu hiệu là suy yếu trở lại. Và từ những cái cơ sở, từ những cái dữ liệu mà thị trường đưa cho chúng ta, như em vừa phân tích với anh chị em ta những cái dấu hiệu tốt như vậy, thì em đang đánh giá thị trường có thể sẽ cho chúng ta một cái phiên hồi phục đúng nghĩa trong phiên ngày mai chứ, trong phiên ngày mai. Đấy, chứ không phải là một trạng thái là thị trường lại kéo xanh đầu phiên rồi lại đạp xuống cuối phiên như những cái phiên dịch gần đây. Anh chị ạ, đấy thì em đang đánh giá thị trường có khả năng nó sẽ xảy ra trạng thái như vậy. Anh chị ạ, đấy và cái phiên hồi này có thể cũng chính là cái phiên thị trường của chúng ta nó sẽ xác nhận là quá trình tạo đáy luôn đây. Đấy là cái điều quan trọng nhất mà em muốn chia sẻ với anh chị em chúng ta. Và kịch bản ngày mai nó sẽ diễn biến ra sao? Thì em đánh giá là thị trường của chúng ta có thể nó sẽ diễn biến giống như cái đoạn chơi khi chuyển tạo đáy đây. Anh chị nhìn cái đoạn đây không ạ? Khi thị trường bắt đầu có những phiên giảm điểm thứ nhất này, bắt đầu anh chị nhá, bắt đầu có phiên giảm điểm thứ nhất này, sau đó phiên giảm điểm thứ hai này, phiên giảm điểm thứ ba này và phiên giảm điểm thứ tư, thị trường có bốn phiên giảm điểm đây, nó đã rơi về vùng hỗ trợ giống như đoạn trước đây chị ạ. Đấy nó khá là giống đoạn đây chị nhá, đấy nó khá là giống giai đoạn đây. Đấy thì thị trường cũng đang rơi về đấy, thì có thể là trong phiên giao dịch của ngày mai với cái áp lực bán ở phiên ATC ngày hôm nay sẽ tiếp tục gây ra những trạng thái là hoảng loạn cho nhà đầu tư chúng ta, trạng thái hoang mang vì nhà đầu tư chúng ta sẽ mang cổ phiếu ra bán, thì có thể là trong phiên ngày mai thị trường sẽ tiếp tục giảm đầu phiên. Em mong muốn kịch bản có xảy ra hơn chứ em, thị trường của chúng ta đừng có xanh sớm như ngày hôm nay. Cái kiểu thị trường cứ xanh sớm là rất dễ bị đặt chị, thà nó cứ vào phiên này chứ nó sẽ bán dầm 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 xuống bên dưới đấy, nó sẽ bán liên tục xuống bên dưới. Có thể thị trường của chúng ta sẽ chịu những áp lực bán từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng hoặc đến 10 rưỡi, thường nó sẽ như vậy chị em. Đấy thì em mong muốn nó giống như đây chị, nó giống như cái phiên giao dịch của ngày 19 tháng 12 là thị trường của chúng ta phiên đó nó bị bán rất là mạnh ở đầu phiên sáng từ khoảng 10 giờ đấy, sau đến thời điểm 11 giờ bắt đầu thị trường phục hồi nhá. Chị em ta mở trong 1 giờ chị đã thấy này, ngày 19 tháng 12 này, chị mở này. Đấy em nghiên cứu đồ thị thì em bao giờ cũng xem rất là kỹ ở những cái dữ liệu lịch sử để em có thể là đánh giá được là khi mà thị trường có một trạng thái phục hồi thì nó sẽ có điều kiện gì. Đấy chị có thể nhìn thấy đây, cái phiên giao dịch của ngày 19 tháng 12 thì thị trường của chúng ta ngay ở đầu phiên sáng chị ạ, cái phiên trước đó là phiên đây, cái phiên trước đó là phiên giao dịch của ngày 10, cái phiên trước đó là phiên giao dịch của ngày hôm 14 tháng 18 tháng 12 nó sẽ đây. Sau đó đầu phiên sau này thị trường bắt đầu này chị này, vào phiên một cái giảm luôn 0,73 điểm. Sau đó đến thời điểm khoảng 10 giờ đến 11 giờ này, thị trường sẽ tiếp tục giảm thêm khoảng 5 điểm nữa. Đấy, sau đó đến thời điểm khoảng 11 giờ chị nhá. Đấy, đến thời điểm khoảng 11 giờ thị trường mới bắt đầu có trạng thái hồi phục lên bên trên, bắt đầu hồi phục lên. Sau đó đến đầu phiên chiều nó còn test trở lại tiếp và đến thời điểm anh chị biết mấy giờ? Đến thời điểm là 2 giờ chiều ngày mai thị trường bắt đầu có một nhịp rũ sâu hơn và nó bắt đầu hồi phục lên bên trên, và sau nhịp hồi đó thị trường có thể là sẽ xác nhận vào nhịp tăng. Đấy thì có thể nhịp hồi uy tín nhất thị trường nó lên xảy ra ở thời điểm khoảng là sau 2 giờ chứ, và nhịp bán sẽ xảy ra ở đầu phiên sáng. Nên nếu như ngày mai thị trường của chúng ta gặp ngay những cái trạng thái bán mạnh ở đầu phiên thì anh chị em chúng ta có khi lại coi đấy là một cái kịch bản tốt hơn là vì thị trường lại tiếp tục kéo xanh. Bởi vì anh chị có thể nhìn thấy được trong những cái phiên dịch gần đây, khi thị trường của chúng ta cứ kéo xanh đầu phiên thì y như rằng cuối phiên lại bị đạp đúng không chị? Đấy thì ngày mai hy vọng nó ngược lại, cứ đạp đầu phiên đi. Dù sao bây giờ anh chị em ta cũng gặp khoản lỗ rồi đúng không chị? Dù anh chị em ta đang cầm như vậy rồi thì chúng ta mong xanh là gì? Vì chúng ta cứ cho đỏ đi, coi như mày đỏ thêm 1-2%. Nhưng đến cuối phiên rút chân được trở lại thì đó là trạng thái an toàn hơn là việc thị trường kéo trước chị nhá. Đấy, thì em cũng có nghiên cứu trên đồ thị ở những phiên tạo đáy rồi thì bao giờ cũng sẽ đạp đầu phiên chị nhá. Vào phiên một cái nhá. Sẽ đạp này, sẽ đạp này. Đấy, sau đến cuối phiên đến giữa phiên bắt đầu hồi này và đến thường 2 giờ bắt đầu hồi mạnh này. Đấy sau khi hồi mạnh xong này bắt đầu sẽ có một trạng thái là tăng điểm lên bên trên. Đó là về cái trạng thái thị trường của chúng ta trên chart giờ ở cái đợt tạo đáy gần nhất đây. Và em đang áp dụng cho thị trường của chúng ta. Thì em hy vọng là trong cái phiên dịch ngày mai thị trường của chúng ta đầu phiên nó ok, nó có thể giảm xuống. Đấy, sau đó đến thời điểm ở thời điểm 11 giờ trưa và đến thời điểm 2 giờ chiều bắt đầu thị trường sẽ hồi phục lên bên trên. Và thị trường của chúng ta ngày mai nó chỉ cần hồi phục lên bên trên và đạt trạng thái sau như cho em ấy, trạng thái sau ấy, là thị trường có khả năng sẽ đáy, tức là thị trường sẽ phủ nhận lại hoàn toàn cây giảm giá ngày hôm nay. Đấy, cây giảm ngày hôm nay với cái vùng giá cao nhất là vùng giá khoảng 1258 điểm anh chị nhá. 1258 thì thị trường ngày mai nó chỉ cần phục hồi lên cái vùng giá khoảng 1258 điểm đó thôi. Thì đánh giá đó là một vận động rất là tốt. Đấy, và khi thị trường chúng ta mà chỉ cần ngày mai phục hồi được lên cái vùng giá đó, tức là bằng cái cây đóng cửa ở phiên dịch ngày hôm kia là khoảng giá 1250 55 58 đấy, quanh quanh đó chị nhá. Thì xác suất thị trường tạo đáy sẽ tương đối là cao chị. Tạo đáy luôn đấy chị nhá. Đấy, bởi vì anh chị có thể nhìn thấy được bao giờ sẽ có một trạng thái là rút chân này, và nó sẽ phủ nhận lại 1/2 cái đó. Đấy, thì khi thị trường làm được câu chuyện đó thì anh chị em chúng ta gì sẽ chuẩn bị vốn cho em. Và chúng ta chỉ cần đợi cho em quá trình là gì? Thị trường chỉ cần hồi lên như vậy nhá. Sau đó có thể sẽ có những phiên test này. Sau khi test xong thì nó sẽ gì? Nó sẽ có trạng thái bật tăng.
có nhiều trạng thái test này chưa, có nhiều trạng thái test ở thị trường, có thể có những trạng thái test như sau này đấy, chị em ta sẽ nắm rõ được nhá. Có thể là thị trường sẽ test lại ngày hôm sau và sau sẽ có một phiên rút chân nữa và sau đó thị trường sẽ bắt đầu hồi phục đi lên. Đấy là một trạng thái test đầu tiên nhá. Hoặc trạng thái test thứ hai đây, nó sẽ giống như đây chị, đây nó sẽ giống như trạng thái test đây đấy, thị trường sẽ có một phiên hồi này, một phiên test này và một phiên hồi, thì sau phiên đó thì bắt đầu có một trạng thái là xác nhận tạo đáy và đi lên được chưa. Còn trạng thái test thứ hai là giống như đây chị, nó sẽ không test đỏ này, sẽ test đi ngang đây và sau sẽ tiếp tục tăng ngay đấy. Có thể thị trường của chúng ta sẽ test như sau này, nó sẽ không test sâu xuống bên dưới mà nó sẽ đi ngang bên trên này một vài ba phiên và sẽ tiếp tục tăng đấy. Thì khi thị trường của chúng ta chỉ cần ngày mai chị nhìn được nó có một trạng thái là hồi phục, ít nhất nó phủ nhận là cây giảm ngày hôm nay ở đâu đó khoảng giá 1255 đến giá 1258 ấy, thì em đánh giá khả năng thị trường tạo đáy và chúng ta sẽ chuẩn bị vốn cho em nhá, và đợi quá trình test trở lại thôi. Test thành công là anh chị em chúng ta sẽ tham gia được trở lại thị trường nhá. Đấy chị nhớ trong kịch bản như vậy đấy chị, đấy là kịch bản để thị trường tạo đáy anh chị nhá, chứ chúng ta sẽ gì, chứ chúng ta sẽ chưa biết thị trường tạo hay không, nhưng chúng ta phải chuẩn bị kịch bản như vậy đấy. Còn chúng ta vẫn phải chú trang cái điều xấu có thể xảy ra, nếu như không may thị trường của chúng ta nó mất đi vùng giá 1230 điểm thì chúng ta phải chạy anh chị nhá. Nếu thị trường thực sự xấu, em chưa biết có thông tin thiên nga đen gì hay cái gì đó xảy ra mà thị trường nó giảm đi mất vùng giá 1230 điểm đây, thì chúng ta phải bán, kể cả những vị thế trung hạn của anh chị em chúng ta thì chúng ta cũng nên xử lý bớt đi nhá. Chúng ta có thể là hạ bớt một phần hai đi, bởi vì khi thị trường thủng đi cái vùng hỗ trợ đấy thì nó sẽ mang tính rủi ro nhiều hơn và thị trường của chúng ta có thể là sẽ có những quá trình nó giảm sâu xuống bên dưới được chưa. Đấy thì anh chị vẫn phải chú ý trong kịch bản như vậy đấy, nên em vẫn phân tích với anh chị em chúng ta cả kịch bản tốt và kịch bản xấu chúng ta sẽ chuẩn bị cho em trong những cái phiên giờ sắp tới. Những kịch bản thủng giá 1230 thì em đánh giá là chắc phải có sự thiên nga đen gì đó thì thị trường mới có thể giảm. Còn cơ bản em thấy được các cái dòng cổ phiếu nó giảm rồi, nhưng cái lực bán của nó đã bắt đầu kiệt hết lại rồi đấy, và thị trường của chúng ta chị có thể nhìn thấy cái vô ngày hôm nay nó cũng rất là thấp anh chị nhé. Các quá trình tạo đáy thị trường thì bao giờ cái vô nó phải thấp này anh chị, đấy nó sẽ thấp trở lại với trung bình của 20 phiên này đấy, thì đó là điều tốt cho thị trường của chúng ta. Và ngày mai chỉ cần một phiên rút chân lên với vùng thấp là ok anh chị nhá. Đấy, còn với anh chị em chúng ta đang cầm những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đã bị vi phạm những điểm bán rồi thì anh chị em chúng ta làm sao vẫn phải xử lý danh mục nhá. Chúng ta phải hạ bớt những cái mã cổ phiếu chị không bán nhiều thì anh chị em chúng ta sẽ phải bán một phần ra, chứ chúng ta không được ôm full. Tùy vị thế khác nhau thì anh chị em ta sẽ phải xử lý khác nhau. Với anh chị cầm trung hạn thì anh chị có thể cầm được nếu như chị đã có vị thế lãi đệm đủ tốt. Còn với anh chị em chúng ta mà mua vị thế bên trên cao thì chúng ta phải xử lý. Em ví dụ cho anh chị em ta nhá. Ví dụ con đất đi. Chẳng như em đang mua vùng giá bên dưới là vùng giá trung bình là vùng giá 23.5 ở đây, 23.1 đến 23.15 đây. Đấy thì em đang đặt cái mức giá em bán sẽ là nếu như nó về vùng giá vốn của em 23.15 thì em sẽ bán ra. Đấy chứ còn em thì em vẫn đang nắm giữ. Còn trường hợp mà anh chị em chúng ta lỡ đu bên trên, đó, anh chị em ta lỡ đu vùng giá khoảng 24.5 bên trên đây, chứng tỏ chúng ta mua bị sai vị thế rồi, thì bây giờ nó có hồi phục lên bên trên, nhá, nó có hồi lên bên trên một chút thôi, thì đó là điểm anh chị em chúng ta phải cơ cấu ra. Có thể anh chị em ta sẽ bán trước 1/4, có thể anh chị em ta bán trước 1/3, nhưng chúng ta không được ôm full bởi vì cái vị thế chúng ta đang bị sai, anh chị hiểu chưa? Đấy, thì với anh chị em cho chú cho em thị trường có hồi, nhưng với anh chị em ta mà mua cổ phiếu có vị thế sai thì chúng ta phải xử lý cho em. Cái vị thế khác nhau sẽ đưa ra những quyết định bán khác nhau. Và một cái điều nữa em muốn nhấn mạnh với anh chị em chúng ta trong hiện tại thì anh chị hãy tránh xa tất cả những cái mã cổ phiếu penny cho em, bởi vì em đang nhìn thấy được một tín hiệu cực kỳ là xấu của những cổ phiếu penny khi nó liên tục bị bán sàn rất là nhiều những cái mã cổ phiếu. Anh chị có thể nhìn lên cái thống kê đây, chị sẽ thấy được các cái mã cổ phiếu penny hiện tại dòng tiền đang thoát ra rất là quyết liệt chị. Đấy là một tín hiệu anh chị em ta phải làm sao đừng có tham gia, bởi vì những cái mã cổ phiếu penny khi mà nó giảm ấy nó sẽ nhốt anh chị em cho rất là nhiều. Anh chị nhìn nhá, những cái mã cổ phiếu như KPS này anh chị nhìn, những cái mã cổ phiếu như KPS chúng ta không biết được đó những cái mã cổ phiếu gì, anh chị nhìn thấy nó giảm kinh chậm, nó rơi như sung đúng không ạ. Những cái mã cổ phiếu như con sen này anh chị nhìn, nó giảm 15% trong một phiên thì anh chị em ta mua hai phiên đây chúng ta gặp rủi ro chậm. Đấy, những cái mã cổ phiếu penny anh chị phải tránh xa ra cho em nhá, đừng có thấy thị giá nó nhỏ mà anh chị em chúng ta tham gia này. Những cái mã cổ phiếu như POM này anh chị này, POM này, PSH này anh chị nhìn, POM này anh chị nhớ, sàn chưa, PSH này anh chị nhớ, nó rơi cho anh chị em ta không bán được đâu anh chị nhớ, nó rơi nó bịp sàn nó không cho chúng ta bán anh chị nhớ, PSH này anh chị nhớ, tránh xa những mã đó ra, đừng có nghe ngoài kia người ta chia sẻ anh chị em ta nhỏ bắt đáy nhá, có thể anh chị em ta sẽ hứng bô cho người ta đấy. Anh chị phải chú ý tuyệt đối cho em các cái mã cổ phiếu penny, và nhớ cho em này, những cái mã cổ phiếu đã chạy chu kỳ rồi như mã cổ phiếu VTB này, đấy anh chị nhớ, giảm như vậy không bắt đáy nhá. VGI này giảm như vậy không bắt được chưa, kệ nó thôi bởi vì nó đã chạy hết cái nhịp của nó rồi, bởi vì X2 hết từ nền giá rồi anh chị nhá. Những cái mã cổ phiếu chạy X2 từ cái vùng nền tảng giá đây chúng ta đừng có kỳ vọng nhiều nữa, nó không còn nhiều kỳ vọng đâu anh chị chú cha nhá. Hay những cái mã cổ phiếu như con DRC này, em chưa biết hết chu kỳ hay không nhưng mà nó giảm như vậy thì chúng ta cũng không nên tham gia vội nhá, đợi cho em quá trình nó cân bằng trở lại nhá. Đấy thì những cái mã cổ phiếu đang giảm trên thị trường hiện tại thì anh chị em chúng ta tuyệt đối cho em không được bắt đáy nhá, đợi quá trình cân bằng trở lại thì anh chị em chúng ta sẽ tham gia cho em, đó là cái yêu cầu mà chúng ta cần phải chú cha được chưa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cái phần tiếp theo, chúng ta sẽ chia sẻ về cái nhóm ngành cổ phiếu
mà có thể thị trường của chúng ta mà cân bằng được chứ nhá, đó là nhóm ngành có thể sẽ bước vào cái nhịp sóng chạy tiếp theo. Đấy, thì trên quan điểm của em đánh giá là có hai dòng, là dòng cổ phiếu của bất động sản và dòng cổ phiếu của chứng khoán. Có thể thị trường mà cân bằng trở lại thì đây là hai dòng em đánh giá nó sẽ có những trạng thái bật tăng. Thứ nhất, bất động sản, bởi vì nó có quá trình giữ giá rất tốt trong đoạn thị trường điều chỉnh vừa rồi và nó đang có một quá trình cân bằng trở lại với cái vốn kiện. Dòng cổ phiếu chứng khoán thì anh chị có thể nhìn thấy được trong những phiên trước nó đã có quá trình là giảm giá những phiên nằm sàn rồi, những cái phiên nằm sàn đó, và ngày hôm nay chị thấy không, nó không tiếp tục nằm sàn, nó bắt đầu nó có trạng thái hồi phục trở lại rồi, thì đó một tín hiệu tốt, và có thể đó là những trạng thái nó sẽ nó có một trạng thái là cân bằng trở lại và tạo ra một trạng thái là gãy nền rũ trong những cái phiên giao dịch tới. Thì đấy là quan điểm của em chị nhá, và em cũng chưa khuyến nghị anh chị em ra mua vào ngay chị nhá. Anh chị xem kênh của em thì anh chị phải chú ý cho em, bởi vì có những cái mã cổ phiếu em cũng chia sẻ trên video với anh chị em chúng ta, nhưng anh chị em ta phải xem video này, phải xem cách chúng ta mua sẽ sao, chứ không phải là em đề cập đến những cái mã cổ phiếu đó ngày mai chị nhảy vào mua ngay, thì đó là chúng ta đang bị vi phạm cái nguyên tắc về điểm mua bán và chúng ta đang mua không đúng nguyên tắc anh chị. Giống như những phiên trước khi mà em chia sẻ với anh chị những cái dòng cổ phiếu chứng khoán mà em đánh giá là chúng ta phải đợi điểm vòng cung lên, nhưng nó không vòng cung lên nhiều anh chị em ta nhảy vào mua, thì đó anh chị ta đang bị mua sai anh chị ạ. Và đấy là cái điều mà em rất là quan ngại khi em chia sẻ với anh chị em ta trên video, bởi vì chúng ta đã không hiểu rõ bản chất những cái điểm mua đó chúng ta phải đạt điều kiện gì chúng ta mua anh chị nhá. Nên chị hãy xem video của anh chị hãy xem kỹ cho em, bởi vì em vẫn muốn chia sẻ với anh chị em ta những cái mã cổ phiếu tốt nhất, nhưng quan trọng là chúng ta phải biết thời điểm chúng ta mua anh chị nhá, bởi vì có nhiều trường hợp nó chưa đạt điểm mua chúng ta mua là rủi ro. Đấy thì em muốn chia sẻ lại để anh chị em ta phải lưu ý khi xem kênh của em anh chị nhá. Đấy không phải mấy hôm nữa nó không đi đúng ý, nó giảm thì tất nhiên nó chưa đạt điểm mua cho nó không mua, không vấn đề gì đâu chị nhá. Đấy anh chị lưu ý cho em. Thì dòng cổ phiếu của bất động sản thì anh chị em có thể chú ý những cái mã cổ phiếu như sau, chú ý nha chị nhá, nó phải đạt điểm mua thì chúng ta mới được mua. Dòng bất động sản này thì anh chị có thể chú ý những cái mã cổ phiếu như con PDR đây. Đấy PDR đấy chị có thể nhìn thấy được là nó đang có quá trình là cân bằng bên trên, đấy nó có quá trình cân bằng bên trên, hiện tại nó đang anh chị có thể thấy được là nó đang có cái vận động là gì, đang có vận động là siết dần cái khối lượng, và chỉ động cái bụi cái khối lượng của nó có một quá trình là kiện dần kiện kiện dần kiện dần. Đấy thì hiện tại con cổ phiếu con PR anh chị có thể nhìn thấy được là trong cái phiên dịch gần đây này, đấy vô nó thấp chậm, thì anh chị em ta sẽ mua trong kịch bản như sau. Nếu như ngày mai thị trường của chúng ta nhá, ngày mai thị trường của chúng ta nó giảm đầu phiên xuống, thì có phải anh chị sẽ ứng vào kịch bản thị trường cho em là thị trường ngày mai sẽ giảm đầu phiên và cuối phiên rút chân, sau đó có trình test trở lại, test xong thì sẽ bước vào nhịp sóng tăng, thì con cổ phiếu PR cũng như vậy, ngày mai sẽ giảm xuống bên dưới cho em. Đấy có thể sẽ giảm lấp đúng cái gap vùng giá 30.8 đây. Đấy sau khi lấp vùng gap đó và cuối phiên nó có thể rút chân tăng điểm được trở lại, thì anh chị em chúng ta chỉ cần đợi cho em cái phiên nó quay trở lại đây và nó test lần tiếp theo về vùng giá khoảng 30.8, thể lúc đó nó chỉ test vùng giá 31 thôi và nó vòng cung được trở lại ấy. Đấy thị trường cũng như vậy nhá, thì sau đó có thể nó sẽ bước vào nhịp sóng tăng ở những cái đoạn tiếp theo. Đây là con cổ phiếu PR mà anh chị em chúng ta có thể chú xem, nhưng phải đạt cái điều kiện như vậy nhá anh chị nhá. Đấy hay những cái mã cổ phiếu như con DG cũng như vậy, anh chị có thể nhìn thấy con cổ phiếu DG đây nó đang tạo ra một cái vùng chúng ta gọi là vùng nền tảng giá ngắn số 2 đây. Anh chị có nhớ cái bài học về nền tảng giá ngắn số 2 mà em chia sẻ với anh chị em chúng ta trong những cái video trước hay không? Đấy thì khi một cổ phiếu nó đã bắt đầu xuất phát đi lên, dòng tiền lớn đã bắt đầu tham gia đây chị, đây là dòng tiền tổ chức anh nhá. Đấy và nó đang gặp cái vùng cản kháng cự đỉnh cũ đây, thì nó đang có một quá trình là chững lại cái đà tăng đấy, và nó đang có quá trình là siết dần biên độ, và ngày hôm nay cái điểm tốt anh chị có thể nhìn thấy được đó chính là khối lượng của nó đã có một trạng thái là cạn kiệt dần rồi anh chị nhá. Đấy thì nếu như trong phiên dịch của ngày mai có thể nó sẽ test trở lại cái vùng giá đấy, có thể sẽ test lại vùng giá khoảng 19.4 đây, đấy tức là cái cây đỏ đây vùng thấp nhất, mà cuối phiên nó có thể rút chân được trở lại nhá. Nếu như anh chị em ta chấp nhận rủi ro cao một chút thì anh chị có thể lấy trước 10-20% nếu như đạt trạng thái đầu phiên giảm và cuối phiên rút chân theo cái trạng thái thị trường ngày mai có thể sẽ như vậy. Sau đó kiểu gì nó cũng như sau chị, kiểu gì nó cũng sẽ có quá trình là tăng lên bên trên và sẽ test trở lại. Nếu như quá trình đó test thành công, nó chỉ cần vòng cung được trở lại thôi, thì chị hãy gia tăng điểm đó cho em, và sau điểm đó thì khả năng con cổ phiếu con DG nó sẽ bước vào nhịp chạy và có thể sẽ vượt qua vùng cản đây anh chị nhá. Đấy thì anh chị em ta hãy xem kỹ video cho em và anh chị hãy nhớ kịch bản đúng cho em để anh chị em ta sẽ mua, chứ chúng ta không được mua một cách bất chấp ngày mai chị nhảy vào chị mua ngay nhá, là em sẽ không chịu trách nhiệm cho cái việc đó, bởi vì anh chị đang mua sai cái kỹ thuật anh chị ạ. Đấy anh chị em ta phải xem và anh chị em ta phải nhìn biểu đồ, anh chị em ta phải gì, phải hiểu được cách như vậy. Còn anh chị em ta mà chưa biết cách tại vì sao chúng ta có thể mua như vậy thì anh chị cứ tham gia về tập khách hàng của em, nếu như những cái mã cổ phiếu đó thì mua thì em sẽ chia sẻ với anh chị em chúng ta để anh chị em ta sẽ mua được đúng thời điểm nhất, được chưa chị? Đấy bởi vì đây cái phương pháp của em thì em sẽ nắm rõ, và tất nhiên chị xem kênh của em thì em sẽ đề xuất những cái mã cổ phiếu tốt mà trên quan điểm em thấy tốt đấy, nhưng cái quan trọng là anh chị phải nhận biết được những cái điểm mua như vậy anh chị nhá. Đấy DG là con cổ phiếu em thấy nó khá là ok, PR DG cũng ok, hay một mã cổ phiếu khác là những cái mã cổ phiếu em thấy được rất là tốt, đó là mã cổ phiếu của DG. Đấy DG cùng G cũng sẽ vận động như vậy và em đã vẽ kịch bản sẵn đây rồi chị. Đấy thì nếu như ngày mai con cổ phiếu DG mà nó có một trạng thái là test trở lại vùng giá đâu đó chị nhá,
nó thường test về cây đỏ đầu tiên, cây đỏ đây test về vùng giá khoảng 31.1 31.2. Nếu như ngày mai nó test về đây đấy, nó cuối phiên nó rút chân được trở lại, mà cái vốn ngày mai nó thấp tiếp, anh chị có thể là bắt đầu lấy trước một phần vị thế được, sau đó có thể sẽ hồi lên cái vùng đâu đó khoảng giá 33.2 33.3 đấy, và nó vòng lại test thì anh chị sẽ mua cái điểm gia tăng ở phía sau cho em nhé. Đấy, có anh chị em ta một đánh ngắn hạn đúng không ạ, ngày mai nó có một trạng thái mà đầu phiên nó giảm đi, sau đó cuối phiên nó có thể rút chân được trở lại đi, anh chị có thể mua đúng không ạ, sau này nó hồi lên bên trên vùng cản khoảng giá 33.5 cộng trừ anh chị bán ra, sau anh chị đợi test trở lại anh chị cover trở lại đấy, thì anh chị sẽ ăn được hai vòng. Nhưng anh chị phải đảm bảo cho em ngày mai nó phải đạt được trạng thái là đầu phiên giảm cuối phiên rút chân, và cái vốt ngày mai nó làm sao càng kiệt càng tốt. Và anh chị nhìn thấy không, ngày hôm nay nhóm bất động sản nó có một trạng thái là đi ngang giữ giá rất là tốt, mặc dù thị trường giảm điểm đấy, nó đi ngang đây rất, và cái vốt của nó rất là thấp anh chị ạ, DG vốn thấp này, PR vốn thấp này, DG vốn thấp anh chị ạ, đấy những cái mã cổ phiếu nó không có chịu áp lực bán ra như vậy thì nó mới tốt anh chị ạ. Đấy là dòng cổ phiếu của bất động sản, hay những cái mã cổ phiếu TCH thì nó khá là cao rồi, thì chúng ta có thể chờ đợi thêm cho em. TCH thì nó ít nhất nó phải test về vùng giá đâu đó khoảng 15.3, thì may ra vùng giá đó thì chúng ta mới có thể là bắt đầu xem xét, còn hiện tại nó bên trên thì chúng ta sẽ chưa vội mà mua đối với những cái mã cổ phiếu như vậy, được chưa anh chị? Đấy là dòng cổ phiếu của bất động sản mà anh chị em có thể chú ý, và em đang đề xuất với anh chị em ta quan sát những cái mã cổ phiếu mà nó có cái vận động là khỏe anh chị nhá, để chúng ta sẽ đánh vào những cái mã cổ phiếu khỏe nhất thôi, chứ chúng ta sẽ không mua những cái mã cổ phiếu. Ví dụ tiếp theo chúng ta sẽ nói đến dòng cổ phiếu của chứng khoán. Dòng cổ phiếu chứng khoán thì những cái mã cổ phiếu như con VND anh chị phải tránh xa cho em nhá. Em đã chia sẻ với anh chị em rất lâu từ bên trên rồi, khi nó dính rất là nhiều phốt và cái quá trình vận động nó rất là yếu thì kể cả nó có vùng đáy hay sao chị đừng vào bắt, bởi vì có nhiều cổ phiếu sẽ tốt hơn những cái mã cổ phiếu như con VND trong đó là cổ phiếu chứng khoán. Đấy thì anh chị em chúng ta sẽ tránh xa ra nhá. Đấy anh chị nhá. Nó rơi như sỏi đây. Tất nhiên chúng ta sẽ có thể kỳ vọng là con này ngày mai sẽ phục hồi khi nó rơi về cái vùng hỗ trợ bên dưới vùng giá khoảng 21.5 đây rồi. Nhưng chúng ta sẽ không tham gia, anh chị nhá. Kể cả vô nó có kiệt đi chăng nữa, sau này nó tăng điểm lên bên trên nó sẽ gặp rất là nhiều những cái lực cung bên trên này. Những cái lực cung bên trên này sẽ rất là nhiều và chúng ta sẽ không nên tham gia những cái mã cổ phiếu như vậy nhá. Thì trong nhóm ngành cổ phiếu chứng khoán thì có những cái mã cổ phiếu sau mà em thấy được cái trạng thái giữ giá nó khá là tốt so với những cái mã cổ phiếu khác mà anh chị có thể là chú ý trước cho em được anh chị nhá. Đó là những cái mã cổ phiếu như con CTS đây anh chị đó. Sau khi ngày hôm nay có một trạng thái là test trở lại vùng đáy ở vùng giá khoảng 36 đây thì nó bắt đầu có trạng thái là vòng cung trở lại đây với cái khối lượng nó trong một trạng thái thấp, đây một tín hiệu tương đối tốt. Hay là những cái mã cổ phiếu như con VCI cũng là một cái mã cổ phiếu em thấy được là nó cũng đang giữ giá rất là tốt và ngày hôm nay thậm chí nó có trạng thái xanh rất là tốt, nhưng mà cuối phiên thì nó bị đạp theo thị trường của chúng ta. Nhưng cái trạng thái ngày hôm nay chỉ động hai phiên bị bán nhưng cái vô của nó không bị bán tháo quá nhiều thì đây cũng là một cổ phiếu rất là tốt. Và VCI này chị này, CTS này, những cái mã cổ phiếu như con MBS này chị này, đấy nó test lại vùng đáy trước đó. Sau em sẽ chia sẻ với chị những cái mã cổ phiếu chị để tâm trước nhá, và em sẽ phân tích kịch bản anh chị em ta có thể chú ý. Hay những cái mã cổ phiếu như con FTS ở đây đấy, nên những cái mã cổ phiếu mà anh chị em chúng ta có thể lưu ý cho em. Có những cái mã cổ phiếu như SDI đây, đấy SDI đây thì em đánh giá là khả năng ngày mai con này sẽ hồi phục rất là cao thôi, nhưng nó sẽ khá là nặng mông, và anh chị em chúng ta gì mà vốn nhỏ thì thôi chúng ta sẽ chú ý vào những cái mã cổ phiếu nhẹ mông hơn. Đấy ví dụ như con cổ phiếu CTS anh chị có thể nhìn thấy được ở đây, sau khi nó có một trạng thái là UPO ở phiên ATC ngày hôm trước thì ngày hôm nay nó bắt đầu có một trạng thái là hồi phục ngay ở vùng hỗ trợ đây, thì đây một tín hiệu tốt đầu tiên này nhá, đây một tín hiệu tốt đầu tiên đối với mã cổ phiếu con CTS. Có thể trong những cái phiên tới sẽ đánh như sau chị. Trong phiên tới chị ạ, nó có một trạng thái là có thể là phiên giao dịch của ngày mai nó giảm xuống bên dưới một chút, đấy nó giảm xuống bên dưới một chút, nó test trở lại và cái vô ngày mai thấp hơn so với phiên giao dịch của ngày hôm thứ sáu tuần trước là ok. Sau đó nó có trạng thái là bắt đầu vòng cung trở lại đây chị. Đấy sau khi nó vòng cung nó chỉ cần có một cái phiên xác nhận là bắt đầu đánh lên bên trên cho em để vượt qua cái vùng hỗ trợ đó là quanh đâu đó khoảng giá 37.2 là anh chị em chúng ta có thể là bắt đầu là lấy được vị thế nhá, nhớ cho em kịch bản như vậy. Đấy và sau điểm này có thể khi nó vòng lên bên trên này nó sẽ có một trạng thái là sẽ test trở lại một chút này, sau khi test xong này là sẽ đánh ở đây. Đấy tức là nó sẽ xác nhận là cái mô hình một đáy đây này, hồi lên này, hai đáy này, hồi lên này và cho test trở lại đây và nó sẽ đi nhá anh chị nhá. Nó sẽ giống như con cổ phiếu BSI đây chị, anh chị nhìn cho em nhá, con cổ phiếu BSI trước đây nó cũng như vậy này. Đấy anh chị nhìn cho em cái trạng thái như đây, sau khi nó test một đáy này, đấy sau khi test lại hai đáy anh chị ạ, đấy cái phiên ngày hôm nay con cổ phiếu con cái phiên giao dịch ngày hôm nay con cổ phiếu CNS nó giống như ở đây anh chị, nó giống như con cổ phiếu con bia này đây, đấy một phiên giảm rất mạnh trước đó nhá, phiên hồi lại, ngày mai có thể con cổ phiếu CNS sẽ bị test trở lại anh chị ạ, sẽ test trở lại, sau đó nó có một trạng thái là vòng cung lên bên trên và nó chỉ cần có một cái phiên xác nhận cho em, đấy chính là phiên đây chị, nó xác nhận nó vượt qua cái vùng nền tảng giá bên dưới cân bằng thì đó điểm anh chị em có thể tham gia cho em. Và sau cái điểm này thì anh chị có thể nhìn thấy được nó sẽ tiếp tục quá trình là tăng tốc lên bên trên anh chị nhìn chưa, thì đấy là cái mô hình hai đáy đây, một đáy này, hai đáy anh chị nhìn chưa, đấy hai đáy đây và gì và nó có khả năng sẽ bứt tốc ở dọn phía sau, thì anh chị hãy chú cho em con cổ phiếu con CTS trong những phiên tiếp theo nhá. Hiện tại đã làm được câu chuyện là ngày hôm nay đã hồi phục trở lại rồi thì ngày mai sẽ test trở lại này. Và cái điều kiện test anh chị nhìn thấy đúng chưa, nó phải có quá trình vốn thấp, sau đó anh chị có thể nhìn thấy được ở đây quá trình test đây là vốn thấp
Đấy, vuông thấp trở lại anh chị thấy chưa? Đấy, sau khi vuông thấp này thì nó có một phiên vòng cung lên bên trên và sau đó nó có một trạng thái là vượt qua cái vùng nền tảng giá tích lũy đây. Thì đây chính là điểm mà anh chị em ta sẽ mua cho em nhá. Đấy thì CTS nó cũng đang làm câu chuyện như vậy. Nó đang có một cái phiên hồi phục rồi thì có thể ngày mai con cổ phiếu CTS nó sẽ test trở lại đây. Không vấn đề gì chị ạ, nó sẽ test trở lại đây. Đấy, sau cái test này nó vòng lên bên trên này. Và sau này chị chỉ cần đợi cho em một cái điểm nó vượt qua cái ngưỡng ở vùng ở đây ra. Đấy, chị sẽ mua được điểm đó cho em nhá. Và sau điểm đó ấy, là khả năng sẽ bứt tốc giống như con Beta. Đấy, em phân tích với anh chị em ta, em đưa cho anh chị những cái mã cổ phiếu có vận động tương tự như vậy để chị hãy hiểu được cái cơ chế để chúng ta tham gia. Nhớ chị nhá. Chứ chúng ta ngày mai nó test trở lại chúng ta chưa cần tham gia. Ngày kia nó vòng cung chúng ta cũng chưa cần tham gia, anh chị đợi cho em điểm vượt lên thì chúng ta tham gia. Chúng ta sẽ tham gia cho em nhá. Đấy, chị phải tuân thủ cái nguyên tắc điểm mua điểm bán như vậy thì anh chị em chúng ta sẽ có sự an toàn thôi. Chứ không phải là em chia sẻ trên đây ngày mai chị nhảy vào chị mua bất chấp là sai rồi. Anh chị hiểu chưa? Đấy, hay những cái mã cổ phiếu như con cổ phiếu VCI. VCI cũng đang là cái quá trình là test ở đáy đây rồi chị này. Nếu chị nhìn kỹ nó cũng là nó quanh đáy đây rồi. Đấy, thì có thể trong phiên giao dịch của ngày mai này, con cổ phiếu VCI nó sẽ bắt đầu vòng cung lên bên trên rồi trở lại. Đấy, nó vòng cung lên bên trên. Sau này chị nhá, nó sẽ test trở lại một chút này. Đấy, và test nó chỉ cần có một trạng thái là vòng trở lại và sau này nó chỉ cần vượt lên ngưỡng khoảng 51.7 thôi là nó sẽ xác nhận vào cái nhịp đánh tiếp theo, bởi vì nó đã có đáy thứ nhất đây rồi chị này. Đây là đáy thứ nhất này, đây là đáy thứ hai này, nó chỉ cân bằng đây và nó sẽ tăng lên, được chưa anh chị? Đấy thì nếu như ngày mai con cổ phiếu con VCI mà nó phục hồi lên vùng giá, tăng sang lên vùng giá 51.7 anh chị chưa cần mua vội. Sau này nó sẽ có trình test cái này, cái này xong này, bắt đầu sẽ có điểm đánh vượt qua cái vùng 51.7 đó, thì đó là thời điểm anh chị em chúng ta tham gia, nó sẽ chưa muộn cho anh chị em chúng ta, được chưa anh chị? Đấy, đây là con cổ phiếu VCI. Em đang thấy được con cổ phiếu CTS và con cổ phiếu VCI là hai cái mã cổ phiếu mà ngày hôm nay em thấy được nó giữ giá tương đối tốt và cái quá trình bán ngày hôm trước của nó, cái vốn bán ra không quá là cao anh chị ạ. Cái vốn bán nó không quá là cao, đấy điểm rất là tốt. Đấy chứng tỏ là cái dòng tiền nó chưa thoát ra mà chỉ là những áp lực bán theo kiểu là bán người ta bị bán FOMO ấy, bán theo kiểu hoảng loạn ra. Đấy, hay những cái mã cổ phiếu như con cổ phiếu của con MBS anh chị thấy không chị ạ? MBS của chúng ta nó cũng đang có trạng thái là test lại vùng hỗ trợ trước đó thôi, là quanh vùng giá 27.7, 27.8 đây anh chị ạ. Đấy, ngày hôm nay là có một trạng thái bắt đầu rút chân phục hồi lên cái vùng thấp rồi, nhưng có thể là trong phiên dịch của ngày mai con cổ phiếu MBS nó sẽ có gì, nó có thể sẽ có những trường hợp như sau này, nó sẽ test trở lại một chút đó, nhưng anh chị đừng có sợ, sau này nó có một trạng thái vòng cung lên này, nó chỉ cần đánh vượt qua cái ngưỡng ở đó thôi, nó vượt qua vùng giá ngày 28.6 hay 28.7 thôi. Đấy, nó vượt lên bên trên là điểm mà anh chị em ta sẽ tham gia nhá. Khi nó tạo ra một vùng cân bằng đây, cái vô nó kiệt dần, đấy cái vô nó kiệt dần thì sau này sẽ đánh rất là cao. Và chị hãy nhớ cho em 4 cặp 3 nhé, cứ nhớ cho em cái 4 cặp 3 sẽ xảy ra trong quá trình cân bằng ấy. Anh chị chỉ cần nhớ trong cặp 3 đó thôi, anh chị em là sẽ có cái khả năng chúng ta thành công cao. Đây chị nhìn nhá, bao giờ nó sẽ có một phiên giảm này, một phiên hồi này, một phiên test trở lại này và một phiên vòng cung, thì sau 4 cái cây đó một cây tăng lên, đấy là thời điểm anh chị em sẽ tham gia nhá. Đấy, nó giống như đây chị, nó có thể ngày hôm nay nó bắt đầu phục hồi là ngày mai test này, ngày hôm sau vòng cung này, sau điểm đó vòng cung lên đánh vượt qua vùng nền đó là điểm chúng ta sẽ mua. Đấy, em muốn chia sẻ với anh chị em ta những kiến thức đó để anh chị em ta sẽ chủ động cái quá trình chúng ta mua nhé chị nhá. Còn đối với MBS anh chị em ta, em thấy chưa xấu, nó vẫn tăng test lại vùng hỗ trợ đây, nó có vấn đề đâu chị, nó không vấn đề gì anh chị em, nó vẫn đang đi trong cái biên đây. Đấy, anh chị có thể thấy được cái trạng thái của nó hiện tại vẫn đang rất là ok thôi, nên anh chị em có thể là vẫn chú ý được con cổ phiếu MBS, được chưa? Hay một cái mã cổ phiếu như con FTS. Đấy, FTS thì trong hai phiên gần đây thì cái khối lượng giảm bắt đầu thấp đi rồi anh chị nhá, và nó cũng không phải một trạng thái bán tháo. Thì hiện tại con cổ phiếu của FTS nó phải có một trận cân bằng đây đã. Đấy, quá trình cân bằng tức là sao, ngày mai có thể sẽ phục hồi lên bên trên đấy, nếu như phục hồi được chúng ta cũng cần chưa cần mua vội chứ, sau này nó kiểu gì cũng sẽ test đây này. Đấy, test trở lại đây này, test xong này thì nó đánh lên bên trên thì chúng ta cũng đợi cái điểm nó đánh lên bên trên vòng lên là anh chị em ta tham gia được, được chưa chị? Còn bây giờ chúng ta chưa cần bắt vội nhá, bởi vì nó đang trong quá trình rơi, nó chưa có những cái phiên cân bằng trở lại thì chúng ta không được mua vội. Nó giống như chị, nếu như chị mua vội thì chúng ta vẫn có những rủi ro này, chẳng may nó cũng có quá trình giảm nhá anh chị chưa? Sau này sao, nó có một phiên hồi chưa, nó hồi ok, sau này nó test trở lại ok đúng không ạ, nó hòm vòng cung lên bên trên ok, nhưng nó không có điểm đánh để vòng vượt qua cái vùng tích lũy cân bằng đây thì rất dễ bị fail. Đấy lý do vì sao mà anh chị em chúng ta phải chờ cho em, nó vượt lên cái vùng tích lũy ở đây, vùng cân bằng đây thì anh chị sẽ tham gia, anh chị hiểu chưa? Chúng ta không cần mua vội, chúng ta chỉ cần mua đúng thời điểm cho em là anh chị em chúng ta sẽ có những cái khoản lợi nhuận thôi. Đấy, anh chị lưu ý cho em về kịch bản của những cái mã cổ phiếu như con FTS nó như vậy đây anh chị nhá. Sau khi này bao giờ có một kịch bản như vậy anh chị nhớ không? Có phải là gì? Rơi xuống chưa? Hồi phục lên chưa? Test trở lại chưa? Hồi phục lên bên trên chưa? Vòng cung lên bên trên chưa? Đấy thì khi nó chỉ cần vòng cung lên bên trên và nó vượt qua được cái vùng hỗ trợ đó, đấy anh chị nhá, vượt qua cái vùng hỗ trợ đó thì đây là những điểm anh chị em bắt đầu tham gia. Anh chị bắt đầu tham gia điểm đây này, anh chị bắt đầu tham gia điểm đây, anh chị có thể bắt đầu tham gia điểm đây. Tức là khi nó vượt qua cái vùng cân bằng đây là điểm chúng ta sẽ tham gia. Đấy thì em hy vọng anh chị đang xem kênh của em, anh chị sẽ học được những cái kiến thức đó để em anh chị sẽ ứng dụng vào trong quá trình đầu tư anh chị nhá. Còn cơ bản những cái mã cổ phiếu em đã chia sẻ với anh chị em ta rồi, quan trọng là anh chị em ta phải quan sát và tham gia được anh chị nhá. Đấy là hai cái nhóm ngành mà em đang đánh giá là có thể sẽ bước vào nhịp sóng tăng nếu thị trường của chúng ta chỉ cần đạt được một trái cân bằng trong những cái phiên sắp tới thôi. Anh chị hãy lưu ý cho em nhá anh chị nhá.
Đấy, còn những cái mã cổ phiếu khác như HS thì nó vẫn đang giảm nhưng mà cái vốn nó rất là thấp rồi, thì chúng ta vẫn kỳ vọng nó hồi phục đấy chứ nhá. Đấy, nó hồi phục nó sẽ cân bằng đây, chẳng lăn quanh đây thì sau này nó sẽ đánh. Đấy, còn cơ bản là em đang cầm con cổ phiếu SHS ở vùng giá 19.1 đây thì em sẽ chưa bán được chưa chị? Đấy, trừ khi bây giờ nó rơi về đấy, rơi về giá vốn của em thì em sẽ bán ra, còn không thì em sẽ tiếp tục cầm những cái mã cổ phiếu như con SHS chị nhá. Đấy, đây là cái quan điểm của em hai cái nhóm ngành cổ phiếu đó. Nên chị em có thể quan sát cho em. Và ngày hôm nay nhóm ngành cổ phiếu UBank anh chị thấy được nó bắt đầu có trạng thái là hồi phục trở lại rồi. Thì đây là cái nhóm ngành cổ phiếu mà anh chị em chúng ta có thể là kỳ vọng nó sẽ là trụ đỡ cho thị trường chúng ta. Tất nhiên là bank thì em đã chia sẻ với anh chị em chúng ta rồi, em sẽ không đánh những cái mã cổ phiếu bank, nhưng anh chị em ta hãy nhìn những cái trạng thái cổ phiếu bank như cổ phiếu VIB ngày hôm nay nó có một trạng thái là bắt đầu gì chứng lại đà tăng, bắt đầu vòng lên bên trên rồi, thì ngày mai nó chỉ cần có một trạng thái đánh lên bên trên là ok thôi đúng không ạ, sau này test trở lại là vòng cung là đánh tiếp thì là rất là ok đúng không chị. Một trạng thái gãy thì cũng giống như quá trình đây chị, sau khi đi một cái nền tảng giá này gãy xuống chị ạ, đấy đi một cái nền tảng giá này gãy xuống cân bằng và sau này đánh tiếp nhá chị nhá. Đấy, hay những cái mã cổ phiếu như TCB bắt đầu cũng có trạng thái hồi phục khi rơi về vùng hỗ trợ phía trước rồi anh chị ạ. Đấy, và mã cổ phiếu TCB ngày mai nó chỉ cần hồi lên bên trên thôi đấy chị ạ, thì thị trường sẽ hồi và sau này test trở lại giống như thị trường của chúng ta cũng cần test trở lại và nó sẽ tiếp tục quá trình tăng điểm anh chị nhìn thấy chưa. Đấy, những cái mã cổ phiếu của bank ngoài con cổ phiếu của STB nó dính cái phốt thì nó đang hơi yếu, còn lại những cái mã cổ phiếu khác đang có trạng thái hồi phục lại ở vùng hỗ trợ rồi thì đó là một tín hiệu rất là tốt đối với thị trường của chúng ta, để chúng ta có thể kỳ vọng vào nhóm ngành bank sẽ là nhóm ngành trụ đỡ cho thị trường. Và anh chị thấy không, con cổ phiếu ACB nó đang là mẫu hình gì anh chị thấy chưa? Đấy, thứ nhất này, đấy thứ hai này anh chị thấy chưa? Đấy, nó đang có về đáy rồi và đang có trình cân bằng, và nếu như quá trình cân bằng của nó mà đang nâng đáy ở đây thì đó là điểm rất là tốt anh chị nhìn chưa? Đấy, bao giờ nó sẽ có một phiên phục hồi đầu tiên anh chị, có thể phiên ngày mai sẽ một phiên tăng mạnh của cổ phiếu con ACB. Đấy, nó giống như anh chị hồi lên này, sau này test trở lại này anh chị ạ, test trở lại, test xong bắt đầu đánh lên, test xong lại đánh lên anh chị ạ, quá trình đó nó vận động đi vận động lại thôi. Đấy, nhóm ngành bank em đang thấy ổn thì chúng ta có thể kỳ vọng vào một trạng thái là thị trường sẽ tích cực. Đấy, ngày hôm nay con cổ phiếu của con MB bắt đầu hồi phục lên, vốn bắt đầu vào rất là tốt anh chị ạ. Cái phiên ngày hôm nay nó giống như phiên đây này. Đấy, sau này nó có thể hồi lên thêm ngày mai. Đấy, sau có một trạng thái gì nó sẽ test trở lại này. Test xong là gì? Nó bắt đầu vòng lên bên trên. Đấy, nó sẽ đánh anh chị ạ. Đấy, thì anh chị em ta phải chú ý cho em. Các cổ phiếu bank nó đang có thể là có trạng thái phục hồi tiếp thì chúng ta sẽ kỳ vọng vào trạng thái thị trường nhá. CTG như vậy chị ạ, rơi về vùng đáy này, rơi về vùng đáy, bắt đầu phục hồi thì đây là một tín hiệu tốt. Đấy, phục hồi và vô vào chị ạ. Đấy chị nhìn thấy, đấy thì chúng ta có thể kỳ vọng nhá. Đó là một cái cơ sở tiếp để chúng ta kỳ vọng vào thị trường sẽ có nhịp phục hồi. Đấy thì anh chị em ta làm sao cứ phải bình tĩnh cho em để chúng ta chờ đợi trong những cái phiên giao dịch sắp tới anh chị nhá. Đấy thì anh chị em cho quan tâm những cái mã cổ phiếu khác thì chị có thể để bên dưới cái phần bình luận video, em sẽ hỗ trợ để giải đáp cho anh chị em chúng ta anh chị nhá. Đấy, còn những cái dòng cổ phiếu khác như bây chúng ta em sẽ phân tích thêm nhóm cổ phiếu thép để anh chị em ta sẽ xem là sao. Nhóm cổ phiếu thép em đánh giá là ngày mai có khả năng sẽ ổn. Anh chị biết vì sao? Bởi vì ngày hôm nay nó có trạng thái kéo lên bên trên nhưng mà cuối phiên bị đạp với vùng thấp này. Nó giống như cái trạng thái đây không anh chị? Nó giống như đây không ạ? Anh chị nhìn này. Đấy, sau khi nó giảm này. Đấy, nó giảm này, nó tiếp tục giảm này. Đấy, nhưng mà cái vùng bán của nó chị ạ, nó không ra. Đấy thì vùng đột kiệt này. Đấy cũng là một phiên giảm, một phiên sau tiếp tục giảm kiểu như vậy này. Thì ngày mai rất dễ nó sẽ hồi nha. Đấy, anh chị ạ, cái vùng đột kiệt rồi. Rất dễ ngày mai con cổ phiếu con HG sẽ hồi này, hồi xong nó cân bằng thì có thể sẽ đánh lên phía sau thôi. Nam Kim cũng như vậy chị này. Đấy, Nam Kim ngày hôm nay cũng hồi lên bên trên với vùng thấp. Ok anh chị nhá. Nó sẽ cân bằng đây và em đánh giá là cân bằng xong thì khả năng nó sẽ đánh lên rất là cao. Và con cổ phiếu Nam Kim này có thể sẽ hình thành cái mô hình là mô hình gãy nền rũ đây chị. Nó hình thành cái mô hình gãy nền rũ thì có thể sẽ đánh trong cái giờ tiếp theo. Thì nhìn chung là các cái mã cổ phiếu trên thị trường của chúng ta có thể ngày mai sẽ có trạng thái phục hồi, nhưng phục hồi thì chúng ta đợi quá trình test trở lại cân bằng cho em. Test trở lại cân bằng thì đó là cơ hội anh em chúng ta sẽ em ra, thì anh chị em ta bây cứ chuẩn bị vốn cho em từ chương trình. Đấy, còn anh chị em ta chưa biết nên mua ra sao, thời điểm nào anh chị có thể là mua được thì anh chị em chúng ta có tài khoản tại VPS hoặc TCB. Anh chị thấy pháp đầu tư của em phù hợp với anh chị em chúng ta thì anh chị hãy tham gia với dụng khách hàng của em. Khi đạt được một trạng thái mua em sẽ báo anh chị em là sớm nhất để anh chị em chúng ta có thể là lên tàu anh chị nhá. Và anh chị em chúng ta có thể là tham gia vào Zoom cộng đồng của em, thì em có để hai đường link Zoom cộng đồng, một là em để bên dưới phần mô tả video đây, đấy có hai đường link đây, hai là anh chị em ta có thể tham gia bên dưới phần bình luận video, thì trong đó em sẽ hỗ trợ anh chị em ta giải đáp những cái mã cổ phiếu, chia sẻ cái quan điểm thị trường, cũng như là có thể là hỗ trợ anh chị em là chia sẻ những cái cơ hội đầu tư với anh chị em chúng ta. Và anh chị em chúng ta nhớ like video cũng như nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho những cái chia sẻ của em nhé. Đó là những cái động lực về tinh thần rất là lớn đối với em. Anh chị em ta like nó hoàn toàn là miễn phí thôi, đúng không chị? Và anh chị em ta có nhu cầu ứng tuyển nhân sự tại công ty chứng khoán VPS thì anh chị em có thể tham thêm chi tiết trên cái video có ghim đầu tiên trên kênh của em. Đấy thì anh chị em chúng ta cảm thấy phù hợp thì anh chị liên hệ để tham gia vào team của em. Thêm sau hỗ trợ đào tạo anh chị em chúng ta cả về kiến thức sale cũng như phân tích kỹ thuật để anh chị em có thể là phát triển công việc về môi giới chứng khoán trong thời gian tới. Cảm ơn chị và chúc anh chị em ta sẽ có những cái phiên giờ tiếp theo chúng ta sẽ đưa ra những quyết định mua bán thực sự là tốt. Cảm ơn chị rất nhiều.